Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một số cái thủ thuật nhỏ để các bạn sử dụng cái bàn phím của BlackBerry Passport một cách dễ dàng hơn. Thì đầu tiên mình muốn nói tới cái khả năng cuộn nội dung. Thì như các bạn có thể đã biết thì ở cái BlackBerry Passport của chúng ta, cái bàn phím này không chỉ là bàn phím vật lý bình thường mà nó còn có khả năng cuộn lên cuộn xuống. Thì ở đây mình sẽ thử cho các bạn xem. Hay như đây là BlackBerry Hub của mình, và bạn thấy là lúc mà mình cuộn cái ngón tay như thế này thì nội dung nó sẽ chạy theo. Đó, rất là tiện. Bạn có thể giữ cái máy một cách tốt hơn mà không có phải với tay lên rồi dùng cảm ứng trên màn hình như thế này. Đi ngoài đường thì xài rất là tiện. Cái tính năng này không chỉ xài cho Hub mà bạn có thể xài nó trong trình duyệt và rất nhiều nơi khác, kể cả các ứng dụng Facebook hay là ứng dụng bên thứ ba cũng được luôn. Đó, bạn thấy là cuộn nhanh thì nó đi nhanh, rồi cuộn chậm thì nó đi chậm chậm. Ngay cả một số cái ứng dụng Android mà mình cài vào thử thì cái tính năng này cũng hoạt động. Mình đánh giá rất là cao tính năng này. Rồi, cũng liên quan tới cái việc mà cuộn bàn phím, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ ứng dụng cái cuộn bàn phím đó vô soạn văn bản. Như ở đây là mình có soạn sẵn một cái đoạn văn bản như thế này. Đó. Thì bình thường nếu mà bạn muốn chọn một cái đoạn văn bản hoặc là bạn di chuyển con chỏ chuột đó, thì bạn phải chọt lên màn hình rồi bạn di chuyển nó, thì như vậy rất mất công, nó như vậy làm rất mất công. Còn ở trên Passport thì sao? Ở trên Passport thì bạn có thể, lúc mà bạn đang ở một cái khu vực mà chọn văn bản như thế này á, bạn nhấn hai cái này, mình làm lại, bạn nhấn hai cái thì ngay lập tức cái biểu tượng hình cái kính lúp nó sẽ hiện ra. Bạn di chuyển cái ngón tay của bạn lên xuống qua lại gì đó để di chuyển cái con chỏ của bạn tới cái vị trí mong muốn là xong. Rất là hay. Rồi, cái thủ thuật kế tiếp cũng liên quan tới việc chọn văn bản luôn, nhưng mà chúng ta không chỉ có di chuyển cái con chỏ bình thường mà chúng ta sẽ chọn bằng cách nhấn kết hợp với phím shift ở trên ảo trên màn hình nè. Rồi các bạn bôi đen đó, các bạn thấy, có thể thấy là mình đã chọn cái đoạn này. Sau đó bạn có thể copy hay là cắt dán gì đó thì tùy bạn. Rồi, thủ thuật kế tiếp mà về bàn phím của BlackBerry mình muốn giới thiệu với các bạn, đó là cái cách mà bung cái phím sử dụng, đó là cái cách mà sử dụng bàn phím cứng này để nhập liệu những cái biểu tượng. Ở đây mình sẽ soạn một cái email đi. Rồi, bình thường á, nếu mà các bạn muốn nhập những cái biểu tượng thì bạn sẽ nhấn vào phím 123 như thế này, rồi bạn gõ bằng những cái phím ảo trên màn hình. Bởi vì phím cứng của BlackBerry Passport bạn thấy là nó đâu có in mấy cái phím ký tự như là mấy cái máy BlackBerry cũ đâu. Thành ra bây giờ mình phải xài phím ảo trên màn hình. Nhưng mà vấn đề là lúc mà chúng ta gõ như thế này thì bật phím ảo lên nó cũng rất là tốn thời gian và đôi khi không có tiện, không phải ai cũng thích. Thì với những bạn nào không thích thì trong lúc nhập, chẳng hạn như mình đang nhập một đoạn văn bản ha, mà bạn cần nhập dấu thì thay vì nhấn nút A móc 123 này, bạn lướt cái ngón tay ở phía bên cạnh phải của máy, ở phía bên cạnh phải của màn hình, xin lỗi các bạn. Đó, bạn lướt cái ngón tay thì như vậy bạn có để ý ở đây là cái bàn phím mới nó bung lên, bố cục nó hơi khác một chút. Thì ở ví như số 0 này nó có thêm những cái ký tự như chữ Q này. Số 1 thì là chữ W, số 2 là chữ E. Nếu mà mình nhấn số 1, nếu mà mình muốn nhấn số 1 thì thay vì mình chạm lên màn hình thì mình có thể nhấn chữ W. Thì bạn thấy là số 1 bây giờ nó đã hiện ra rồi. Tương tự như vậy, bạn có thể đóng mở ngoặc đó. Thay vì bạn phải bấm vào cái phím 123 này thì giờ mình xài luôn cái bàn phím QWERTY luôn. Rất là tuyệt vời. Về cái bố cục của cái phím ảo mà theo cái kiểu QWERTY này thì bạn chỉ cần tập một chút là quen thôi à, không có vấn đề gì đâu. Rồi, thủ thuật kế tiếp là về nhập liệu bằng tiếng Việt. Thì cách nhập liệu đó là bạn cần phải vào Language and Input, bạn chỉnh lại cái giọng nói cho tiếng Việt. Thì mình có hướng dẫn trong bài viết bên dưới. Còn cái cách ở đây mình sẽ demo cho các bạn xem cái cách mà BlackBerry nó nhận dạng tiếng Việt như thế nào. Ở đây mình sẽ nhấn giữ cái phím micro. Xin chào các bạn. Chấm. Hôm nay trời thật là đẹp. Chấm. Đó, chờ một chút, BlackBerry sẽ nhận dạng cái chữ tiếng Việt cho bạn. Rồi, nhận dạng cực kỳ chính xác luôn, kể cả dấu chấm rồi tự viết hoa này nọ cho bạn. Thì bạn thấy là cái biểu tượng micro nó nằm ở trên dấu chấm này, thì bạn nhấn giữ và là nó tự kích hoạt cái tính năng tiếng Việt lên là thôi. Tuyệt vời. Rồi, cuối cùng mình muốn các bạn sử dụng thử cái tính năng này. Ở ngoài màn hình chính thì bạn cần tìm kiếm một cái nội dung gì đó, bạn chỉ việc gõ cái nội dung vào. Chẳng hạn như ở đây là mình đang tìm kiếm một người, một cái tên nào đó. Thì cái tên này nó có xuất hiện trong danh bạ thì BlackBerry sẽ thể hiện ra cho bạn xem. Rồi tìm kiếm tiếp ở trong lịch, rồi email hay là BBM, rồi thậm chí cả ở trong tin nhắn nữa, rất là nhiều nơi. Thì cái tính năng này gọi là Universal Search.
nó là một cái tính năng rất là hay của BlackBerry mà bạn nên tận dụng, bởi vì Passport có bàn phím ảo và bạn chỉ cần gõ nhập vào một cái là kết quả tìm kiếm sẽ được hiện ra ngay. Rồi, đó là những cái chia sẻ của mình. Xin cảm ơn các bạn.